Nga mới đây cho biết các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine vẫn chưa dừng lại và đang được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky ngày 9 tháng 5 cho biết các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine vẫn chưa dừng lại và đang được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Theo đó, kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra, Moscow và Kiev đã trải qua nhiều vòng đàm phán bao gồm cả trực tiếp và trực tuyến, song đều không đạt tiến triển cụ thể. Nga nhiều lần chỉ trích Ukraine gây khó khăn cho các cuộc thảo luận khi đưa ra những cáo buộc vô căn cứ về chiến dịch quân sự của Nga. Theo đó, vòng đàm phán gần đây nhất giữa hai bên là tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ cuối tháng 3. Dù không thể đi tới bất kỳ giải pháp ngoại giao nào nhằm chấm dứt xung đột, song việc hai bên đã được thỏa thuận sơ bộ về việc thiết lập một hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi thành phố điểm nóng Mariupol hay các cuộc trao đổi tù nhân trước đó cũng được xem là tín hiệu hòa dịu hiếm hoi. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đang tích cực thúc đẩy vai trò trung gian hòa giải cho cuộc xung đột với chuyến thăm ngoại giao con thoi tới Nga và Ukraine hồi đầu tháng này. Thưa quý vị, những ngày qua, giá bán lẻ xăng dầu tham chiếu từ thị trường Singapore tăng mạnh. Điều này khiến cho nhiều chuyên gia nhận định giá xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục tăng tại kỳ điều hành tới vào ngày 11 tháng 5. Dữ liệu cập nhật từ Bộ Công Thương ngày 4 tháng 5 cho thấy, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 vọt lên 135,83 đô la Mỹ một thùng, xăng RON 95 lên 140,9 đô la Mỹ một thùng, dầu diesel 152,83 đô la. Trên thế giới trong tuần qua, giá dầu thô ghi nhận tăng từ 5 đến 6%. Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu phía Nam dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều chỉnh tới sẽ tiếp tục tăng. Nếu đúng như dự đoán, đây là đợt tăng giá xăng dầu lần thứ 3 liên tiếp và lần tăng thứ 8 trong năm nay. Cụ thể, một số chuyên gia dự đoán nếu cơ quan điều hành không chi sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu thì dự báo cơ sở này ngày 11 tháng 5 tới, giá xăng RON 95 có thể tăng từ 1.300 đồng đến 1.400 đồng, xăng E5 tăng từ 1.000 đến khoảng 1.300 đồng, dầu DO dự kiến tăng từ 890 đến 1.190 đồng, còn nếu cơ quan điều hành chi sử dụng thì giá xăng sẽ thấp hơn. Hơn 1 triệu lao động ở thành phố Hồ Chí Minh thuộc diện được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ. Theo đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, các trường hợp này chiếm khoảng 60% lao động làm việc tại các doanh nghiệp có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, con số này ước tính dựa trên 2,34 triệu lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn, trong đó 2,06 triệu người làm việc tại các doanh nghiệp. Các trường hợp thuộc diện được hỗ trợ tiền trọ là lao động ngoại tỉnh và đang ở thuê. Mức hỗ trợ với người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp tối đa 1,5 triệu đồng và 3 triệu đồng với trường hợp vừa quay lại thị trường. Để được giúp đỡ, người lao động cần làm đơn gửi doanh nghiệp. Danh sách sau đó được công khai nơi làm việc ít nhất 3 ngày, gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận. Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến ngày 15 tháng 8. Sau 3 ngày kể từ khi nhận hồ sơ, địa phương hoàn tất thẩm định, phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ. Tiền được chuyển qua tài khoản người lao động hoặc trao trực tiếp tới trường hợp không có tài khoản. Theo Bộ Xây dựng, hiện tại có khoảng 800 sàn giao dịch đã quay trở lại hoạt động, tăng gấp 2 lần so với con số 400 sàn hoạt động của quý 4 năm 2021. Bộ Xây dựng nhận định hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản chưa đảm bảo việc quản lý tốt các giao dịch bất động sản, phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản. Theo đó, hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản chưa được kiểm soát tốt. Vẫn có hiện tượng các sàn giao dịch bất động sản câu kết với nhau, ôm hàng làm giá, tạo sóng, thổi giá, gây sốt ảo ăn chênh lệch làm nhiễu loạn thị trường. Để khắc phục tình trạng này, theo Bộ Xây dựng thời gian tới, cần tăng cường kiểm soát hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản, tổ chức cá nhân hành nghề môi giới bất động sản, chấn chỉnh hành vi mua bán cho tay nhiều lần, thổi giá, gây nhiễu loạn thông tin thị trường bất động sản. Cùng với biện pháp quản lý, ngăn chặn việc tách thửa không đúng quy định, phân lô, bán nền tại các khu vực không có quy hoạch, chưa được phép đầu tư, thiếu hệ thống hạ tầng, cơ quan chức năng cần rà soát cả việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn, đảm bảo đúng pháp luật, công khai và minh bạch. SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12 tới ngày 23 tháng 5 năm 2022 với sự tham dự của gần 10.000 vận động viên, cán bộ, quan chức, các đoàn thể thao các nước ASEAN và hàng vạn người hâm mộ. Theo dự đoán của Sở Du lịch Hà Nội, thông qua SEA Games 31, Hà Nội sẽ đón khoảng 1 triệu lượt khách nội địa và 200.000 lượt khách quốc tế. Nhân cơ hội này, nhiều khách sạn, doanh nghiệp lữ hành cũng đã tận dụng cơ hội để quảng bá hình ảnh thủ đô, ghi nhận của nhóm phóng viên. Khách sạn Đại U Hà Nội, một trong những khách sạn được lựa chọn làm nơi lưu trú của các vận động viên quốc tế và khách du lịch đến với thủ đô.
Nhiều ngày nay, khách sạn đã được trang hoàng băng rôn khẩu hiệu về SEA Games 31 và những hình ảnh về các điểm du lịch của Việt Nam. Ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á đang đến gần trước cơ hội quảng bá hình ảnh thu hút khách du lịch đến với thủ đô. Chúng tôi đã tích cực làm mới các sản phẩm du lịch, trang trí cảnh quan, chuẩn bị nhân lực cũng như các điều kiện khác để có thể phục vụ khách tốt nhất. Nhân dịp này, nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng tung ra các tour du lịch ngắn ngày và trong ngày quanh Hà Nội như làng gốm Bát Tràng, làng lụa Vạn Phúc. Sự kiện thể thao lớn lần này không chỉ được tổ chức tại thủ đô Hà Nội mà còn ở 12 tỉnh thành phố trên khắp cả nước. Tận dụng cơ hội này, nhiều địa phương doanh nghiệp đã tung ra các tour du lịch đặc biệt để tham quan cổ vũ cho SEA Games 31. Cũng hy vọng là với cái kỳ SEA Games lần này để Việt Nam mình, thứ nhất là Việt Nam mình quảng bá được rộng rãi những cái các làng nghề truyền thống của Việt Nam cũng như là làng nghề truyền thống của Giang Cao và Bát Tràng chúng tôi nói riêng. Ước tính SEA Games 31 sẽ thu hút gần 10.000 vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ từ các quốc gia trong khối ASEAN tham dự. Ngoài ra còn có hàng chục nghìn người sẽ đến Hà Nội để cổ động tham quan. Đây được xem là nguồn khách du lịch rất tiềm năng, có thể mang lại doanh thu đáng kể cho ngành du lịch. Chỉ tính riêng các đoàn đại biểu, vận động viên và phóng viên quốc tế đã sử dụng 14 khách sạn với hơn 3.000 phòng nghỉ. Ngay lập tức, các tour du lịch đã được xây dựng để thu hút khách du lịch trong suốt thời gian diễn ra sự kiện thể thao, trong đó phải kể đến là Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ. Xây dựng một kế hoạch riêng đáp ứng y tế của thành phố, trong đó yêu cầu rà soát cụ thể các công tác về phòng chống dịch, công tác đáp ứng y tế tại các địa điểm thi đấu, tại các nhà hàng, khách sạn và đảm bảo thông suốt, rõ người, rõ việc. Năm nay, Hà Nội đặt mục tiêu đón và phục vụ từ 9 đến 10 triệu lượt khách, bao gồm 1,2 đến 2 triệu lượt khách quốc tế. Ước tính tổng nguồn thu từ khách du lịch dự kiến sẽ là từ 27,8 đến 35,8 nghìn tỷ đồng. Du lịch SEA Games 31 được cho là một trong những dịp quan trọng để Hà Nội và các địa phương khác tăng thêm nguồn thu từ lĩnh vực này. Chuyện voi đầm mình vượt sông, lằn lưng cõng khách phục vụ cho hoạt động du lịch, thiếu không gian sống tự nhiên đã khiến đàn voi nhà Đắk Lắk suy giảm về số lượng và đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Hiện nay để bảo tồn số lượng voi còn lại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Tổ chức Động vật Châu Á đã ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi mô hình du lịch thân thiện với voi. Mô hình này được thử nghiệm tại Vườn Quốc gia York Don, bước đầu mang lại những chuyển biến tích cực. Đây là hai trong số 8 cá thể voi được thả trong môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia York Don. Không còn ăn mình cưỡi khách, voi được tận hưởng không gian rừng già, được tự do sinh hoạt và tìm kiếm thức ăn. Theo ban quản lý vườn, từ ngày voi được thả về rừng, sức khỏe tâm lý của chúng đã thay đổi tích cực. Du khách đến tham quan chỉ được ngắm nhìn voi từ xa, không còn dịch vụ cưỡi voi như trước đây. Đây là một cái chương trình tiên phong của vườn trong cái vấn đề bảo tồn và voi. Thì du khách đến chỉ có ngắm nhìn voi trong thiên nhiên và được thấy những chú voi tự do trong những cánh rừng và xem chúng sinh hoạt mà tự nhiên như ăn uống và tập, thì để mà du khách cảm nhận được cái loài voi thật sự đáng yêu giữa thiên nhiên. Hiện nay số lượng voi tại Việt Nam chỉ còn không quá 81 cá thể, trong đó Đắk Lắk là địa phương có số lượng voi nhà chiếm tỷ lệ nhiều nhất với 37 cá thể. Từ năm 2018, để bảo tồn đàn voi nhà còn lại, Vườn Quốc gia York Don bắt đầu thử nghiệm mô hình du lịch thân thiện với voi. Mô hình được kỳ vọng chấm dứt và thay đổi nhận thức của cộng đồng và các cá nhân tổ chức nuôi voi trong việc quản lý, chăm sóc, sử dụng voi khai thác du lịch. Vườn Quốc gia York Don đã ký thỏa thuận với Tổ chức Bảo vệ Động vật Châu Á, gọi tắt là ASEAN Animal, tức là mình chuyển đổi mô hình và mình chấm dứt chương trình cưỡi voi và chuyển sang một loại hình nhân văn hơn. Đó là du lịch thân thiện với voi. Và khi tham gia chương trình du lịch thân thiện với voi thì ngoài yếu tố nhân văn thì sự an toàn của khách du lịch sẽ được đặt lên hàng đầu. Đó là khi tham gia chương trình này, khách sẽ được phổ biến một số nguyên tắc an toàn. Đó là không được cho voi ăn, không được tắm cùng voi và không được sờ vào voi. Và tất cả những hành vi của voi sẽ diễn ra theo bản năng của nó trong tự nhiên. Voi là biểu tượng văn hóa của vùng đất Tây Nguyên. Do đó, bảo tồn voi là việc làm cấp bách.
Trong giai đoạn 2022-2026, Tổ chức Động vật Châu Á cam kết hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 2.230.000 USD hướng đến chấm dứt sử dụng loại hình du lịch cưỡi voi cũng như các hoạt động ảnh hưởng đến phúc lợi của voi trên địa bàn huyện Lắk và Buôn Đôn. Thỏa thuận này cũng sẽ góp phần bảo toàn đàn voi nhà hiện có của... Thưa quý vị, thời gian qua, chất lượng vải thiều của tỉnh Bắc Giang đã ngày càng được nâng cao, nhờ đó thị trường xuất khẩu cũng được mở rộng. Trong đó có nhiều thị trường yêu cầu cao như là Mỹ, EU hay là Nhật Bản. Tuy nhiên hiện nay có nhiều mã số vùng trồng có diện tích quá lớn khiến cho công tác chỉ đạo sản xuất, quản lý thu mua gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với thị trường Trung Quốc. Một mã số vùng trồng xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc thuộc 4 xã của huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, nhưng diện tích lại lên tới 600 ha, liên quan đến 1.200 hộ dân. Thực tế này đã gây khó khăn trong việc quản lý, giám sát chất lượng. Thì cái khâu quản lý cũng như là cái việc mà giám sát các mã vùng trồng này hết sức khó khăn. Do vậy huyện cũng đã đề nghị là tách các mã vùng trồng đối với diện tích này là khoảng 11 mã theo cái vùng sản xuất cũng như là theo cái vùng xã. Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang cho thấy toàn tỉnh hiện có 202 mã số vùng trồng vải thiều xuất khẩu với tổng diện tích lên đến gần 16.400 ha. Trong đó có 18 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Úc, EU, 35 mã số vùng trồng sang thị trường Nhật Bản, còn lại 149 mã số vùng trồng sang thị trường Trung Quốc với tổng diện tích là gần 15.900 ha. Như vậy, với riêng thị trường Trung Quốc, mỗi mã số vùng trồng tương ứng với 107 ha, cao gấp 10 lần các thị trường yêu cầu cao. Điều này khiến việc quản lý thu mua cũng gặp không ít khó khăn. Cái việc kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật của bên mình thì đang làm tốt, nhưng nó còn có một số vấn đề và vẫn còn tồn dư. Cái việc mà nó tồn dư như thế thì là nó có sự nhiễm chéo với bà con nông dân, cũng cần phải thay đổi cái tư duy. Năm 2022, dự kiến sản lượng vải thiều của tỉnh Bắc Giang đạt 160.000 tấn, trong đó sản lượng vải thiều xuất khẩu là khoảng gần 100.000 tấn, bao gồm 5.000 tấn xuất khẩu sang các thị trường yêu cầu cao, còn lại là thị trường Trung Quốc. Hiện thị trường Trung Quốc cũng đang ngày một nâng cao yêu cầu chất lượng đối với nông sản Việt. Do đó, việc cần đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe hơn trong việc quản lý mã số vùng trồng là điều cần thiết hiện nay. Hiện nay, nhu cầu nhập khẩu quả vải tươi ở các nước trên thế giới đang ngày càng có nhiều những đòi hỏi khắt khe về quy chuẩn và điều kiện sản xuất. Ngay cả thị trường Trung Quốc cũng đã có những đòi hỏi cao hơn rất nhiều so với trước đây. Trước thực trạng này, ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đã thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo chất lượng vùng trồng vải thiều xuất khẩu. Thay vì phun thuốc diệt cỏ, thì ông Bùi Văn Hiến ở xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đang trừ cỏ bằng máy cho vườn vải thiều đang ở giai đoạn ra trái non. Theo ông Hiến, đây là quy trình bắt buộc, đảm bảo chất lượng cho trái vải thiều xuất khẩu, mục đích là tránh tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Thì chúng tôi vẫn cứ thường thường là lấy máy cắt cỏ, chứ không dùng thuốc bảo vệ thực vật, không dùng thuốc diệt cỏ, đúng quy trình của Việt Gáp. Vải ở giai đoạn quả non cũng là thời điểm mà người trồng cần phải tập trung phòng trừ các đối tượng sâu bệnh, nhất là sâu đục quả. Để đảm bảo chất lượng vải xuất khẩu, nhất là sang các thị trường yêu cầu cao, thì việc sử dụng chế phẩm sinh học từ gừng, tỏi, ớt, rượu đã được người trồng sử dụng. Trong cái giai đoạn này, chăm sóc này chúng tôi vẫn đang sử dụng những cái thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép. Bắt đầu qua giai đoạn là cái quả vải bao kín nhân hạt và bao kín cùi thì chúng tôi đã sẽ chuyển sang dùng cái chế phẩm sinh học dung dịch tỏi ớt. Vụ vải năm 2022, tỉnh Bắc Giang có hơn 28.000 ha, trong đó diện tích vải thiều sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp là 15.400 ha, hơn 100 ha sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gáp và 20 ha sản xuất vải theo tiêu chuẩn hữu cơ. Đây là yếu tố quan trọng để địa phương này mở rộng kết nối tiêu thụ vải thiều trong nước và xuất khẩu. Từ nay đến cuối vụ thì chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa trong công tác tập huấn, hướng dẫn và giám sát nông dân thực hiện toàn bộ quy trình vì đây là thời điểm quan trọng nhất. Ngành Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết vụ vải năm nay đã sớm được kết nối với các tập đoàn, doanh nghiệp tiêu thụ vải trong nước và trên nền tảng số, đẩy mạnh xuất khẩu sang Nhật Bản, Mỹ, Australia, mở rộng tiêu thụ ở khu vực ASEAN. Thời gian thu hoạch vải thiều sớm tại tỉnh Bắc Giang dự kiến từ ngày 15 tháng 5. Vải thiều chính vụ từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7 năm 2022. Thưa quý vị, Bộ Công Thương đã xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ để xin chủ trương về việc mở rộng thành viên Hiệp định CPTPP nói chung và của từng thành viên nộp đơn chính thức nói riêng, từ đó kịp thời xây dựng quan điểm và phương án ứng phó của Việt Nam một cách phù hợp. Hiện tại, ngoài 11 quốc gia thành viên CPTPP,
đã có thêm một số quốc gia muốn gia nhập hiệp định này. Hội đồng CPTPP đã thông qua quyết định của Hội đồng CPTPP về việc khởi động quá trình gia nhập của Vương quốc Anh và thành lập nhóm công tác gia nhập. Đối với việc gia nhập hiệp định CPTPP của Trung Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan, vào ngày 16 tháng 9 năm 2021, Trung Quốc nộp đơn chính thức xin gia nhập hiệp định CPTPP. Đến ngày 22 tháng 9 năm 2021, Đài Loan cũng nộp đơn chính thức xin gia nhập hiệp định CPTPP. Đối với việc gia nhập hiệp định CPTPP của một số nền kinh tế khác, cuối năm 2021, Ecuador gửi đơn xin gia nhập hiệp định CPTPP. Theo đó, New Zealand với tư cách là cơ quan lưu chiểu đã chấp nhận đơn và đề nghị các nước thành viên khác đánh giá. Ngoài ra, thời gian qua, một số nền kinh tế như Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines đều có những động thái bày tỏ sự quan tâm gia nhập hiệp định CPTPP. Tuy nhiên, đa số chỉ dừng ở mức tìm hiểu và chưa nộp đơn xin chính thức gia nhập. Vì vậy, Việt Nam phải kịp thời xây dựng quan điểm và phương án ứng phó một cách phù hợp khi mở rộng thành viên hiệp định CPTPP.